Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp của Thảo Luân Home. Thì tiếp tục những cái hành trình, tiếp tục những cái video chia sẻ về những mẫu nhà đẹp. Thì ngày hôm nay Nhật Ánh và anh Thành đang có mặt tại Đông Hòa, Đông Sơn, Thanh Hóa để thăm lại một vị khách cũ của Thảo Luân Home. Thì không biết là anh Thành có thể gửi đến quý vị khán giả những cái thông tin về công trình ngày hôm nay được không ạ? Thì đây là một căn nhà mái thái một tầng được Thảo Luân Home thiết kế và thi công trọn gói, chủ đầu tư là anh Minh. Thì để có thể đi vô chi tiết hơn thì chắc mình sẽ đi từ tổng quan cho đến chi tiết công năng từng phòng để cho quý khán giả có thể là rõ hơn về ngôi nhà này ha. Dạ. Từ đường vô thì chúng ta sẽ đi qua quật cổng. Thì đây chính là cổng ngôi nhà. Hệ cổng rất là to. Thì đây là hệ cổng là sử dụng một cột vuông, có hai cột từ hai bên rất là to. Này mình sẽ ốp gạch giả đá. Và trên đây thì chúng ta sẽ có mái cổng luôn. Thì mái cổng này sẽ có sử dụng ngói là giống với ngói của ngôi nhà cho nó đồng bộ với nhau. Thì ở đây chúng ta sẽ có cánh cổng nè. Cổng này thì nó cũng đơn giản thôi. Cánh cổng này thì sử dụng là sách hộp sơn tĩnh điện. Tiếp theo sẽ là khu vực hàng rào. Cái hàng rào này Nhật Ánh khá quen thuộc nha. Nó lại sử dụng những cái con tiện bê tông. Và ở đây thì em thấy là nó được là sơn mạ vàng nữa. Đúng rồi, cái này là sơn nhũ vàng. Thì hàng rào này sẽ ôm quanh theo cái ao đằng trước này, ngay cái trụ hàng rào đó, là có những cái đèn. Thì đây là khoảng sân thôi. Sân này thì có cái phần đằng trước này thì chỉ đổ bê tông thôi và không có lát gạch thêm. Rồi khu vực trên đây nè thì sẽ được lát gạch. Thì gạch sử dụng cho sân đó, là chúng ta sử dụng gạch nhám để đảm bảo là không có chân trượt khi mà những cái ngày mưa ẩm ướt. Và ngoài ra thì em thấy là ngay khu vực sân này cũng được bố trí rất là nhiều những cái bồn cây, bồn hoa. Em thấy gia chủ còn trồng cả rau xanh ở đây nữa nè. Đúng rồi. Thì khi mà khuôn viên có thì cũng nên chừa một ít để chúng ta có thể tận dụng làm nơi trồng cây, có thể trồng rau, trồng thực phẩm, rồi trồng những cái loại cây trang trí hoặc những hoa. Rồi phía sau đây chính là ngôi nhà của chúng ta. Thì đây chính là ngôi nhà mái thái một tầng được Thảo Luân Home thiết kế cho gia đình anh Minh. Thì ngôi nhà này với chiều ngang ngôi nhà là rơi vào khoảng là 12m, chiều sâu là khoảng 15m, với diện tích là khoảng 180m2. Về kết cấu thì tại vị trí xây ngôi nhà thì nền đất hơi yếu cho nên là kết cấu ngôi nhà là phải ép cọc. Rồi, đúng rồi, để chịu lực tải. Rồi phần mái là có đổ bê tông luôn, đổ bê tông mái rồi mới làm kèo lập ngói. Nhà đánh có thể thấy là đối với thiết kế mái thái á, thì cái nó sẽ khác mái Nhật ở chỗ là chúng ta sẽ có rất là nhiều đồ hồi. Thì tổng quan nhà nó thấy là sẽ có một đầu hồi chính nè, rồi bên đây chúng ta sẽ có hai cái đầu hồi phụ ha, rồi bên đây có một cái đầu hồi nhỏ nữa. Thì nhà này tổng cộng là có đến 4 cái đầu hồi. Còn về tông màu á, thì ngôi nhà này sử dụng là tông màu trắng kết hợp với màu nâu, kể cả ngói cũng là màu xám nữa, là vừa xen giữa những cái màu lạnh và những màu nóng. Khi mà bước vô khu viên sân thì chúng ta sẽ thấy ngay là ngôi nhà này sẽ có hai lối tiếp cận, một cái sảnh chính và bên đây là sảnh phụ. Cũng giống như những cái nhà khác mà chúng ta đã thiết kế thi công thì trên ngôi nhà thì lúc nào cũng sẽ được sử dụng là có thể đá trẻ nè, gạch giả đá nè. Thì đây nhà riêng nhà anh Minh là một cái hình thức cũng rất là hay, đó là những viên gạch kết hợp với lại là bã ma tít á, rồi hồ tô thì nó tạo một cái vẻ giống như là nhìn như những viên đá rồi đúng không. Thì cái phần này nó sẽ chạy xung quanh nhà ha. Ở đây em thấy một cái cột này người ta gọi là cột giả đúng không? Đúng rồi, gọi cột giả. Thì thường là những vị trí như là góc nè, đặc biệt là khu mặt tiền là góc nhà nè, hoặc là ngay chỗ mà vị trí mà cửa vào thì nó sẽ làm cái cột giả. Thì như vậy nó sẽ tạo cái độ bề thế cho ngôi nhà. Thì đây chính là bậc ngũ cấp. Thì anh thấy bậc ngũ cấp rất rộng không? Trải dài từ bên hông và bên kia. Bình thường em thấy là bậc ngũ cấp nó chỉ có phần ở phía trước như thế này thôi, nhưng mà bậc ngũ cấp đây thì nó bao hết. Đúng rồi, bao hết luôn. Thì vật liệu dùng bậc ngũ cấp đây cũng là đá granite. Ở đây có 2 gam màu. À, có thể 3 gam màu luôn. Có phần chỉ vàng nữa ha. Đen đỏ. Cái điểm đặc biệt nữa ở nhà anh Minh đó chính là cái khu vực bên đây là khu vực phòng thờ nè. Thì thay vì là đi vô phòng khách mà sẽ đi qua phòng thờ đó, thì anh Minh bố trí luôn một cái cửa bô và cũng có tam cấp lên luôn. Đó.
Thì cái thời tiết ở ngoài này cũng khá là khắc nghiệt, cho nên là gia chủ thì bố trí thêm cái hệ rèm. Đây thì khi mà mưa tạt hoặc nắng to quá thì chúng ta sẽ kéo, như hôm nay thời tiết khá là to, nắng khá là to, cho nên là phải kéo vô để che. Thì mục đích cái rèm này che nó có tác dụng là bảo vệ cái phần cửa gỗ, nếu mà nắng với mưa nhiều quá sẽ hư. Vì anh Thành có chia sẻ là mặc dù cửa gỗ nó khá đắt tiền nè, và nó có một cái tính thẩm mỹ khá là cao, nhưng mà cái độ bền mà theo thời tiết thì nó lại khá là thấp. Thế là ra là việc mà bố trí những cái bạt như thế này thì sẽ giúp bảo vệ những cái cửa, cánh cửa chính này của mình được bền đẹp theo thời gian hơn. Rồi, thì tiếp theo chúng ta sẽ đi khu vực ngũ cấp tiến vào sảnh và sẽ tham quan cái công năng bên trong nhà ha. Ở phía mặt tiền của ngôi nhà này thì anh thấy là Thảo Luân hôm nay thiết kế cho gia đình anh Minh là hai cái cột vuông rất là lớn như thế này. Đúng rồi. Mà bình thường thì em thấy là cái cột vuông họ chỉ đi những cái đường gờ chỉ đơn giản thôi á. Còn cái khối cột này thì em thấy là họ có chạm khắc nổi nè. Đúng rồi. Một cái điểm nhấn khá là đặc biệt của cái hệ cột này. Và em biết là hai cái hệ cột vuông ở trước nhà nó có một cái điểm rất là... Nó là một cái điểm khá là quan trọng trong tổng thể kiến trúc, bởi vì nó sẽ giúp cho nâng đỡ công trình nó trở nên chắc chắn hơn, và nhìn ngôi nhà nó cũng sẽ trở nên bề thế hơn nữa. Thì đây là dùng cửa gỗ, đây là gỗ lim năm thi nhập, được thiết kế với hai cánh to, họa tiết trang trí rất đẹp. Thì lúc nãy là mình có nói đến khu vực mà bên hông này nè, khu vực phòng thờ nè. Thì đây là khu vực phòng thờ. Thì bên đây cũng bố trí một cái cửa ra vào nè. Thì đây cũng là cái cửa gỗ lim năm phi luôn. Thì những cái ngày nắng to mà để bảo vệ cửa này, chúng ta nên bố trí một cái rèm che như vậy. Thì bên khu vực này thì phía trên này sẽ có cái hệ ram, ram này ram nhôm nè. Trong, đúng rồi. Chúng ta sẽ đặt cái tấm, có thể đặt kính cường lực hoặc tấm poly lên đó để có thể che chắn, che mưa, rồi cũng như là che một phần nắng ha. Khu vực bên đây thì cái phần trần thì nó là trần bê tông thôi, và có một cái đèn ngoài trời. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tiến vào trong nhà để tìm hiểu công năng bên trong. Không gian rộng lớn này chính là phòng khách. Tại khu vực phòng khách này thì anh thấy là khá là rộng rãi và mát mẻ nữa. Và đặc biệt là được đặt ở đây một cái bộ bàn ghế gỗ rất là đẹp và rất là rộng á. Anh thấy là một cái bộ bàn ghế này có thể ngồi rất là nhiều người. Đúng rồi. Nhìn tổng sơ qua kiến trúc của nhà anh Minh đó, đa số là dùng gỗ hết, từ cửa cho đến bàn ghế rồi hệ lam, tất cả là dùng gỗ. Em thấy là cái mức độ đầu tư của gia chủ dành cho ngôi nhà của mình rất là lớn khi sử dụng rất là nhiều gỗ cho ngôi nhà của mình. Thì khu vực phòng khách này thì được quét gạch là 800-500, những viên gạch lớn. Rồi bạn thấy là trần rất là đặc biệt, trần là trần bằng gỗ tự nhiên và họa tiết trang trí rất là sắc sảo. Thì để thi công được cái trần này thì cũng đòi hỏi cái chi phí đầu tư cũng như tay nghề người thợ là rất là cao. Bên đây là khu phòng thờ ha. Thì khu phòng thờ này có hai lối vô, một là chúng ta đi phòng khách, còn không chúng ta đi cái cửa đằng trước mà nãy tôi vừa nói. Ngoài ra tại thì phòng khách này thì em thấy có một cái kệ trang trí, một cái hệ lam rất là lớn ở đây. Thì cái ô to nhất này thì gia chủ đã đặt một chiếc tivi rất là lớn để phục vụ những cái nhu cầu về giải trí của các thành viên trong gia đình. Phía dưới thì cũng là một cái hệ tủ để có thể đựng đồ. Thì cái lam này thì cũng rất là đặc biệt, khi mà vừa có chức năng trang trí rồi để đồ, để tivi, để đồ trang trí. Thứ hai nó cũng làm một cái vách để mà ngăn cái khu vực phòng khách phía sau. Không nhưng mà nó vẫn tạo cái sự thông thoáng chứ không phải là mình ngăn kín bằng tường. Dạ. Ở bên đây thì khu vực phòng khách ở giữa, bên không này là phòng thờ, đây chính là khu phòng ngủ. Phòng ngủ thì cửa ra vào cũng làm bằng cửa gỗ luôn. Đây khu vực phòng ngủ, và phòng ngủ này sẽ có hai ô cửa sổ, thì kể cả cửa sổ cũng được làm bằng gỗ luôn. Nói chung là nhà anh Minh là toàn bộ là đồ gỗ hết, từ cửa đi cho đến là giường, tủ, bàn ghế, tất cả đều là phong cách gỗ hết. Đây cũng là một phòng ngủ thứ hai. Ngoài phòng khách thì trần gỗ ra thì các khu vực còn lại thì sẽ là trần bê tông luôn. Ở đây chúng ta không làm trần thạch cao, đây sẽ là trần bê tông luôn. Và đây chính là phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ thứ ba. Đấy, tất cả các phòng đều làm cửa ra vào và cửa gỗ hết. Đó chỉ là sơ bộ về cái công năng của phần phía trước này. Giờ chúng ta sẽ tiến vào phía sau nè. Thì đi qua cái hệ lam này thì chúng ta sẽ đến phục phía sau. Thì chắc chắn là khu vực phía sau là khu vực về cái phục bếp rồi. Ngoài ra thì em thấy là ngoài ba phòng ngủ ở phía trước thì bên này còn một phòng ngủ nữa. Thì đây trong mặt bằng công năng thì đây là một phòng ngủ số 4, là phòng ngủ master, thì sẽ sử dụng cho gia chủ.
Thì phòng của master này sẽ có được một cái nhà vệ sinh khép kín nằm ngay bên trong phòng. Khu vực bên trái này là khu vực phòng bếp ăn, cũng khá là rộng rãi. Đầu tiên sẽ được thiết kế một bếp chữ L này ôm sát tường. Bếp và nước cũng sẽ được đặt không có cùng hướng với nhau để tránh tạm trong phong thủy. Ngoài ra thì hệ bếp này em thấy là nó còn có được lắp đặt một cái hệ tủ dưới và phía trên nữa. Thì nói qua thì cái phần bếp dưới á, là chúng ta sẽ xây cái trên bếp rồi chúng ta sẽ đặt đá lên, và bên nội thất thì họ sẽ gia công những cái cánh tủ như vậy ta. Đó. Còn ở trên đây chúng ta đóng hoàn toàn bằng gỗ hết. Dạ. Thì rất là tiện nghi, có những cái ngăn tủ để đựng đồ, rồi những ngăn để xốc chén. Và ở cái khu vực bếp này sẽ có một cái hướng để dẫn ra sảnh phụ. Cái sảnh phụ nãy mình vừa nói đó. Dạ. Thì cũng rất là tiện, nhất là cái chuyện mà mang đồ ăn đồ uống vào. Bên đây là một cái phòng là làm phòng kho thôi. Phòng kho rồi cũng như là làm bếp phụ á, khi mà nấu những cái đồ gì nó mùi quá thì nếu mà chúng ta nấu trong nhà mà sợ nám mùi ra phòng khách á, thì chúng ta phải nấu đây. Thì nó chức năng như nhau thôi, hoặc là ngày làm có tiệc á, cần phải nhiều bếp nấu thì chúng ta sẽ nấu hai nơi. Và khu vực phía cuối nhà này thì sẽ là khu vực để phơi phóng quần áo nè, giặt giũ. Và phía bên này sẽ là khu vực nhà vệ sinh. Thì em thấy là nhà vệ sinh và khu vực tắm nó cũng sẽ được đặt riêng biệt với nhau. Đúng rồi. Và đặc biệt ở khu vực này thì gặp flat nè, sẽ được tốt đến đụng trần luôn. Trong nhà vệ sinh thì chúng ta ốp khoảng là 2m, trừ là một chút ở phía trên. Và gặp vệ sinh thì dùng gặp có các điểm nhấn trang trí nè, viền trên và thân dưới nè. Và cũng được lấy cặp chống trượt để đảm bảo an toàn. An toàn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì Nhật Ánh và Xếp Thành đã cùng nhau review qua ngôi nhà Thảo Luân Home đã thiết kế cho gia đình anh Minh. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp mặt chủ nhà để nghe một vài lời chia sẻ, cũng như là Thảo Luân Home sẽ có một phần quà để gửi đến để cảm ơn vì gia đình anh Minh đã tin tưởng lựa chọn Thảo Luân Home trong thời gian vừa qua. Thì ngồi cạnh Nhật Ánh đây là cô Nhâm, mẹ của anh Minh. Thì sau đây sẽ có một vài lời chia sẻ đến quý vị ạ. Cô chào cô Nhâm nha. Thì không biết là hôm nay là ngày sau những cái ngày mà mình ở trong khu nhà mới á cô, thì không biết là cảm xúc của cô như thế nào ạ? Nói chung là thấy là rất là thoải mái mà nhà thì mát, rất thoải mái. Cảm xúc mình có riêng cô. Ôi chứ chứ. Rất là hạnh phúc luôn ạ. Dạ, thì không biết là cô thấy cái bản thiết kế của mình á, mà Thảo Luân Home đã thiết kế nên cái ngôi nhà mái thái một tầng của mình á, thì không biết là cô thấy cái bản thiết kế này có đẹp không? Nói chung là mẹ Quân thấy thiếu cái bản thiết kế làm nhà như này là rất là ưng, mà thấy đẹp, ai đến thì cũng khiêm cả. Dạ. Vậy thì không biết là cô thấy công năng của nhà đã được bố trí hợp lý cho gia đình mình chưa cô ha? Như thế là thấy là hợp lý, thoải mái lắm rồi đấy. Dạ. Dạ, con cảm ơn những cái lời chia sẻ từ cô Nhâm nha. Và sau đây thì bên con có một cái phần bài nhỏ muốn gửi đến gia đình mình. Thì con cũng muốn thay mặt công ty cảm ơn gia đình cô Nhâm đã tin tưởng Thảo Luân Home và lựa chọn bên con là đơn vị thiết kế và thi công nhỏ cho mình nha cô. Dạ. Là tôi thay mẹ mặt các Quân thì cũng cảm ơn công ty là thiết kế cho mẹ Quân được ngôi nhà nó đúng theo nguyện vọng ý. Dạ. Rất cảm ơn công ty. Dạ.